Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng nhà em xin trân trọng giới thiệu tới các bác chiếc xe này. Đây là chiếc xe Lincoln U7, sản xuất năm 2010 và đăng ký lần đầu năm 2011. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Đài Loan. Bác nào đang quan tâm đến dòng xe này thì nhà em đang có 4 chiếc nhé. 4 chiếc xe như thế này luôn để cho bác đến xem và lựa chọn. 3 chiếc thì em đang để ở trong bãi, đang để trong bãi kia. Để trong bãi nhá. Ở trong bãi kia. Đấy, 4 chiếc luôn, đời 2010 một chiếc và 2 chiếc 2012. 11 đăng ký 2012 ạ. Đấy, một chiếc màu nâu cà phê và 3 chiếc màu bạc các bác nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm đến cái dòng xe này thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng nhà em để được xem xe. Địa chỉ là số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Rất nhiều xe để các bác đến xem và lựa chọn. Ngoài những chiếc xe dòng xe Lincoln này ra thì bên em những dòng xe 7 chỗ cũng rất là nhiều nhá. Đấy, có tầm khoảng vài chục chiếc 7 chỗ liền. Đấy, mời các bác qua để được xem xe. Với giá tiền trên dưới 200 triệu là nhiều. Còn thì trên 300 triệu, trên dưới 300 triệu, 400 triệu thì nó sẽ ít hơn nhá. Còn video này thì em sẽ làm chi tiết và quay kỹ lưỡng cho các bác xem về cái chiếc xe Lincoln U7 cái biển 19 Phú Thọ này. Một chiếc xe màu bạc các bác nhá. Em giới thiệu cái dòng xe này thì cũng rất là nhiều rồi đúng không ạ? Bác nào mà đang quan tâm đến cái dòng xe này thì mời các bác qua xem. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác xem. Bây giờ thì em đang quay sơ qua cái phần hình thức bên ngoài để tới các bác xem trước đúng không ạ? Một chiếc xe có cái hình dáng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Như là những chiếc xe tiền tỷ đúng không ạ? Các bác có thể là nhìn thấy, các bác có thể là cảm nhận thấy đúng không ạ? Đẹp như là những chiếc xe tiền tỷ, nhưng mà bây giờ thì bên em bán thì giá chỉ có hơn 300 thôi nhá. Những chiếc xe Lincoln U7 đấy sản xuất lúc khi mới ra đấy thì các bác biết là nó sẽ rất là đắt tiền đúng không ạ? Đấy, tỷ mấy, gần 2 tỷ cơ. Nhưng bây giờ thì qua 5 tháng sử dụng thì chiếc xe này bây giờ chỉ còn hơn 300 triệu thôi. Một chiếc xe cực kỳ đẳng cấp luôn nhá. Rất là đẳng cấp và rất là tiện nghi và cực kỳ là hiện đại luôn. Tí em sẽ quay tới các bác xem từng chi tiết một. Còn bây giờ thì em sẽ quay các bác xem phần đầu của chiếc xe trước nhé. Đấy, một chiếc xe có nước sơn là màu bạc đúng không ạ? Nước sơn là màu bạc. Đấy, rất là hầm hố luôn. Đấy, biển cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, em sẽ quay gần hơn cho các bác xem nhé. Đấy, đèn của xe thì các bác thấy rất là trong đúng không ạ? Và đèn bi siêu sáng luôn nhé. Và cái đèn bi này có thể điều hướng theo bánh xe luôn. Đấy, em đang quay các bác xem rất là gần. Đấy, cái logo cũng vậy đúng không ạ? Nhìn rất là sang luôn. Đây các bác nhá. Đèn tiếp theo của xe. Đèn cực kỳ là sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn. Và chiếc xe này thì được trang bị rất là nhiều cảm biến và rất là nhiều camera xung quanh xe. Đấy, đây các bác xem này. Đấy, phần đầu có một số cảm biến đang được gắn ở trên phần đầu của chiếc xe. Đấy, chiếc xe này được trang bị camera 360 độ quanh xe luôn các bác nhá. Dòng xe Lincoln U7 thì các bác biết rồi đúng không ạ? Nếu ai mà đã tìm hiểu và đã đi cái dòng này thì chắc hẳn một điều rằng là các bác sẽ cảm nhận thấy rất là rõ về cái dòng xe này đúng không ạ? Lốp tiếp theo xe và những bộ la răng đúng không ạ? La răng 4 bánh luôn. Và cả một bộ có cả những cái lốp dự phòng, la răng dự phòng nữa các bác nhé. Phanh đĩa ABS 4 bánh đầy đủ hết. Và chiếc xe này thì cũng đã được lắp thêm một cái giá để chân để các bác xem đúng không ạ? Đấy, cái bậc bệ lên xuống. Và hiện tại thì em đang quay rất là gần để tới các bác xem vào cái chiếc xe này. Rất là gần luôn đúng không ạ? Rất là sát. Đấy, rất là gần, rất là sát nhá. Lốp và la răng thì gọi là còn vậy. Cái lốp thì các bác mua về mình có thể là mình thay được đúng không ạ? Nhưng mà lốp thì vẫn còn chạy một thời gian dài nữa các bác mới phải thay nhá. Còn thì đây là em đang quay sơ qua cái phần nội thất để tới các bác xem sơ qua để các bác hình dung đúng không ạ? Nội thất của xe đây. Đấy, chiếc xe này thì em mua của chính chủ luôn các bác nhá. Đấy, chủ trước người ta cũng dán một số cái vân gỗ vào một số cái chi tiết để các bác xem này. Đấy, một số chi tiết thì chủ trước cũng đã dán vân gỗ vào, nhìn nó sẽ sáng hơn đúng không ạ? Chiếc xe này có cái nội thất là màu đen nhá. Đấy, 7 ghế ngồi và chiếc xe này thì được trang bị hai dàn điều hòa. Hai dàn điều hòa tự động luôn và hai màn hình. Một cửa lock đúng không ạ? Nội thất của xe đây các bác thấy rất là sang trọng luôn đúng không ạ? Rất là sang trọng và lịch lãm.
và chạy của cái dòng xe này rất là đầm và rất là chắc nhá. Đấy, da xịn hoàn toàn nguyên bản theo xe luôn. Đấy, tí em sẽ quay các bác xem sau. Bây giờ em đang quay sơ qua để các bác hình dung thôi. Đấy, tí em sẽ quay, bây giờ em đang quay cái phần ngoại thất của chiếc xe trước, đúng không? Quay xong cái phần bên ngoài thì sẽ quay các bác xem chi tiết cái phần nội thất bên trong của xe nhá. Đấy, hiện tại thì em đang quay từ dưới lên để tới các bác xem cái phần form sườn của chiếc xe ở bên bên tài, đúng không ạ, bên lái. Đấy, keo chỉ còn zin hết các bác nhá, cho nên là các bác xem cái form sườn của xe còn rất là đẹp, rất là căng luôn, đúng không ạ, rất là đẹp và rất là căng luôn. Đảm bảo và cam kết các bác luôn là xe không đâm đụng, không va chạm và không bị ngập nước. Đấy, các bác đến mua xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, từ những chiếc xe ít tiền cho những đến những chiếc xe nhiều tiền, đúng không ạ, đều không có lỗi các bác nhá. Đấy, các bác đến xem xe và mua xe bên em thì các bác yên tâm, đảm bảo cam kết các bác luôn về vấn đề là lỗi của xe. Đấy, đèn sau đây các bác xem, đèn trước đèn sau vẫn là đèn xịn theo xe nhá, và được trang bị nhìn rất là đẹp, đúng không ạ, hoàn toàn led ở trong các bác nhá, hoàn toàn led. Và ở dưới đây các bác xem, đúng không ạ, xe thì nguyên bản của xe được trang bị những cái cảm biến, đúng không ạ, và chiếc xe này thì cũng đã được lắp thêm một cái camera nữa. Ở đây có xe này, camera này là lắp ngoài nhá, còn camera này là camera xịn của xe này. Đây, camera xịn của xe được lắp ở đây. Đấy, chiếc xe này có cái cốp mở tự động, tí em sẽ mở các bác xem sau. Bây giờ thì em đang quay sang bên phụ của chiếc xe và các bác xem chi tiết nhá. Đấy, một chiếc xe có lớp sơn rất là bóng mượt sạch sẽ, đúng không ạ, rất là bóng bẩy sạch sẽ luôn. Đấy, đèn tiếp theo của xe đây. Và bây giờ em sẽ quay lốt các bác xem cái phần bên phụ trước, đúng không ạ? Quay xong cái phần bên phụ này thì em sẽ quay bên trong nội thất của chiếc xe và quay đến phần máy nhá, cũng như thường lệ, đúng không ạ? Lốp la răng tiếp theo của xe đây. Đấy, la răng này thì có một đôi chỗ là hơi xước, bên em chưa cho đi sơn. Đấy, nhưng mà sau video này em sẽ cho đi sơn cái phần phần la răng nhá. Đây các bác xem này, la răng nó hơi bị xước xước một tí, đúng không ạ? Hơi ố ố, hơi xước xước một tí. Thì các bác biết rồi là đi ra ngoài đường thì không thể tránh được, đúng không ạ? Đi vào những cái vỉa hè, đi những cái cành rào hay gì thì không thể tránh được là vấn đề xước sát, đúng không ạ? Cái cả phần cái phần phần sơn bên ngoài cũng vậy, cái phần sơn tổng thể của chiếc xe này cũng vậy. Ở xe này thì sơn zin còn rất là nhiều nhưng mà cũng không thể tránh được những cái chỗ mà xước sát tỉa lại, đúng không ạ? Đấy, em cũng chia sẻ với các bác là như vậy. Đấy, camera 360 độ được đặt ở trên gương nữa các bác nhé. Đấy, gương tích hợp xi nhan và đèn đỗ. Ở trong đó thì có cả cái chế độ cụp gương tự động và mặt gương chỉnh lên xuống các thứ, đúng không ạ? Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2020 nhá, rất là dài luôn. Đấy, các bác xem lốt cái phần bên phụ của chiếc xe mà đang quay, các bác xem là từ trên quay xuống, đúng không ạ? Đấy, các bác xem kỹ nhá. Một chiếc xe đẹp không có lỗi. Và các bác mua về thì sẵn dùng ngay thôi, không phải làm gì trên chiếc xe này nữa nhá. Đấy, các bác mình về mua về có thể là làm đẹp thôi, làm cho nó sạch sẽ hơn thôi, chứ còn để về cơ bản của chiếc xe này các bác yên tâm, được về máy móc số má hay là mọi chi tiết, mọi chức năng của chiếc xe này là vẫn còn hoạt động tốt. Đấy, có mấy anh khách đến xem xe. Hôm nay đẹp trời là rất là nhiều khách luôn. Đấy, đây là bãi tổng quan cái bãi xe nha em nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết tới các bác xem cái phần nội thất bên trong nhé. Ở đây là thấy ở dưới gầm là được chủ xe cũng được lắp thêm một cái đèn vàng ở dưới gầm nữa, đúng không ạ? Quay xong nội thất thì em sẽ quay bên trong khoang máy để các bác xem. Đấy, các bác xem video thì các bác hãy ủng hộ kênh bán hàng bên em nhé. Trước tiên thì các bác hãy nhấn like và chia sẻ hộ em và comment những ý kiến của bác ở phía bên dưới. Sau đó thì cái quan trọng thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, cái nút phía đỏ đỏ phía bên dưới ạ, để được thường xuyên cập nhật những mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng nhé. Rất là nhiều những mẫu video được đăng lên để các bác xem và lựa chọn. Bây giờ thì em sẽ mở cái cốp lên cho các bác xem này, cốp điện này. Đấy, cốp tự động, ấn nút này các bác nhé, ấn nút này sẽ cốp sẽ tự động mở lên. Đấy, rất hiện đại luôn, đúng không ạ? Em sẽ mở tất cả bốn cánh cửa ra và cả cốp ra luôn cho nó sáng để các bác xem bên trong nội thất của xe để được kỹ càng và chi tiết hơn, đúng không ạ? Các bác lưu ý nhé, nhà em đang có bốn chiếc xe như thế này. Với giá tiền trên 300 triệu.
Đấy, các bác đang quan tâm đến những cái dòng xe lắp vườn U7 này thì các bác đến với cửa hàng em để có sự lựa chọn tốt hơn và nhiều sự lựa chọn hơn, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay chi tiết các bác xem cái phần nội thất của chiếc xe, quay từ bên lái sang nhé. Đây, đây là phía đằng sau đây, một chiếc xe 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi luôn, và một chiếc xe thì rất là sang trọng, lịch lãm, và giá tiền thì chỉ có hơn 300 triệu thôi, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay từng phần một để tôi các bác xem cảm nhận nhé. Trước tiên thì em sẽ quay cái cánh đằng trên trước, trên bên lái, đúng không ạ? Đấy, keo chỉ của xe đây, và những con ốc vít của xe đây các bác xem này, vẫn còn màu mực của nhà máy, màu đỏ đỏ đây các bác thấy, đúng không ạ? Một chiếc xe còn rất là cứng đẹp các bác nhé, rất là cứng đẹp luôn. Còn đây em quay gần này, hoàn toàn bằng da, và da xịn luôn, da xịn theo xe luôn các bác nhé. Đấy, âm thanh thì rất là hay. Đấy, loa check, đúng không ạ? Tiếp theo em sẽ quay các bác xem sâu bên trong nội thất thì trong đó trước tiên thì sẽ quay cái phần vách cửa để các bác xem trước, đúng không ạ? Đấy, những con ốc vít của bản lề cánh cửa này là chưa hề vặn nhá, chưa hề vặn vọ một con ốc nào đâu các bác nhé. Đấy, và đây những con ốc khóa cửa đây, cái khóa cửa xe rất là sáng, đúng không ạ? Một số thông số vẫn còn zin hết. Rất là nhiều chức năng được tích hợp ở trên chiếc ghế lái này, đúng không ạ? Đấy, chỉnh lên xuống này. Đấy, rồi có chế độ massage ghế này nhá, và hệ thống sưởi, sưởi nóng sưởi lạnh, đúng không ạ? Rất là nhiều chức năng. Em quay đâu em sẽ giới thiệu tới các bác xem đến đấy nhá. Quay đâu em giới thiệu đến đấy các bác xem. Đây là hệ thống phanh tay này, rồi phanh chân, rồi phanh chỗ cần ga, đúng không ạ? Nội thất của xe thì hoàn toàn là màu đen, hoàn toàn là màu đen các bác nhá. Cái dòng này thì nó có hai màu, nội thất có hai màu, một là màu cam, hai là màu đen. Nhà em đang có hai chiếc xe màu nội thất màu cam và hai chiếc xe nội thất là màu đen nhé. Ở hiện tại thì em đang quay rất là sâu và kỹ chi tiết về cái nội thất bên trong của chiếc xe lắp gần U7 này bên em. Đấy, các bác xem kỹ nhá. Bây giờ em ngồi hẳn vào trong nội thất và quay các bác xem vào chi tiết hơn. Đây, em sẽ bật cả cái chìa khóa lên thì các bác xem luôn nhé. Đấy, chìa khóa thông minh và ấn đề start top, start top nhá các bác nhá. Start top đây. Đấy, nếu mà đạp phanh vào thì đấy, em ấn thì ghế tự động nó đưa lên này. Đấy, ghế tự động lên đây. Đấy, em đang ấn nút khởi động và bật một số cái chế độ của chiếc xe lên. Đấy, thì các bác xem đây, chìa khóa thông minh các bác nhé. Và bây giờ thì em đang quay các bác xem cái phần vô lăng của chiếc xe, đúng không ạ? Đấy, vô lăng đây nhá. Đấy, vô lăng 4 chấu và tích hợp túi khí ở giữa, và rất là nhiều các chức năng khác được tích hợp ở trên vô lăng này, rất hiện đại luôn nhé. Chỉnh đài này, chỉnh ga tự động này. Đấy, và một số các chức năng khác đây các bác có thể nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Em bật camera 360 độ lên các bác xem luôn nhé. Đấy. Đấy, camera 360 độ của xe vẫn còn hoạt động đầy đủ hết nhé. Đấy. Điều hòa tự động, điều hòa của xe là hoàn toàn tự động nhé. Đấy. Chỉnh nóng, chỉnh lạnh rất là nhiều, đúng không ạ? Và đây là hệ thống chỉnh đài, đúng không ạ? Và đây là rất là nhiều các hệ thống khác của xe được tích hợp trên trên cái chỗ khu vực này, đúng không ạ? Cốp này, đây là cái nút căn làn đường này, cảm biến này, còn đây là căn làn đường nhé, xăng, đúng không ạ? Rất là nhiều chức năng khác đây. Cái dòng lắp gần U7 này thì nó được thiết kế ra thì chiếc nào gần như là nó cũng giống nhau. Đấy, trong đó thì có những chức năng ví dụ ổ điện lưới, đây ổ điện lưới đây các bác nhé, 220V và 100W. Đấy. Và được thiết kế ở đây một ổ điện lưới nhá, và ở dưới được thiết kế một ổ nữa nhá. Thế là có hai ổ. Và đây là dẫn những cái cổng nghe nhạc, đúng không ạ? Rất là nhiều. Đấy, đúng không ạ? Mọi chức năng của chiếc xe này vẫn còn hoạt động đủ các bác nhé. Một chiếc xe lắc gần còn rất đẹp. Tất nhiên là trên thị trường rất là nhiều những dòng xe này, đúng không ạ? Rất là nhiều sự lựa chọn cho các bác. Nhưng mà tìm được những chiếc xe nó còn tốt thì cũng không phải là dễ, đúng không ạ? Bên em bán thì có yên tâm, các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của những chiếc xe bên em bán nhé. Đặc biệt là những chiếc xe lắc gần U7 bên em đang bán, các bác hoàn toàn yên tâm là xe không có lỗi. Và bây giờ thì em sẽ quay các bác xem cái phần
khoang giữa của chiếc xe, trong đó thì có hai cái nắp ni cửa và cái hàng ghế đúng không ạ. Bây giờ sẽ quay gần hơn và kỹ hơn các bác xem nhé. Đấy, keo chỉ đây các bác xem này, vẫn còn zin đúng không ạ, và còn những ốc khóa cánh cửa này cũng vậy, rất là đẹp luôn, lòng trong vẫn là sơn zin luôn các bác nhé. Và đây là cái phần nắp ni cửa đằng sau bên phụ mà em đã quay tới các bác, quay rất là gần và chi tiết đúng không ạ. Bây giờ thì em sẽ quay vào khoang song, vào khoang trong của chiếc xe, ở những cái đấy, những cái gioăng cái cửa, gioăng cửa đây, các bác xem đúng không ạ, còn rất là đẹp. Và ghế da cũng vậy nhá, ghế da còn rất là mới luôn các bác nhá, ghế da xịn nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, khoảng cách giữa hai hàng ghế với nhau thì các bác thấy rất là rộng đúng không ạ. Còn tiếp theo thì em đang quay đến cái phần trần của chiếc xe nhé. Trần ý nguyên bản theo xe và còn rất là sáng luôn. Và đây là cái màn hình của xe. Đấy. Cái dòng xe này được thiết kế ra là nguyên bản của nó là hai màn hình các bác nhé. Và hai dàn điều hòa độc lập. Ở đây đây là cái hệ thống chỉnh gió, chỉnh dàn điều hòa đằng sau nhé các bác nhé. Đấy, cửa gió đây. Và tiếp theo thì em đang quay các bác xem là cái hàng ghế cuối cùng đúng không ạ, hàng ghế thứ ba đúng không ạ. Rồi bây giờ em sẽ quay xuống cái phía bên dưới. Đấy, các bác xem nốt nhá. Đấy, cốp hơi bẩn một chút đúng không ạ, chiếc xe này thì bên em mới lên về cho nên là những vị trí bẩn này vẫn chưa được vệ sinh này, ví dụ như chỗ này đúng không ạ, chỗ này là hơi bẩn chưa cho vệ sinh này. Đấy, các bác mua về mình tự vệ sinh đấy cũng được đúng không ạ, bên em thì nó hơi bận một chút. Đây các bác nhá, mặt sau của ghế thì hoàn toàn là bằng lý đúng không ạ. Bây giờ em sẽ trèo lên cái cốp này và quay các bác xem chi tiết hơn về cái khoang đằng sau của chiếc xe. Đấy, hàng ghế thứ ba đúng không ạ. Và đây có một số chức năng thì em cũng giới thiệu luôn nhé. Đấy, cổng điện lưới đây các bác nhá. Đấy, cổng điện lưới này, và chỗ này là đè nước đúng không ạ. Và bên kia thì cổng AV và USB được đặt bên đây nhé. Em xin phép là cũng không cần phải mở ra đúng không ạ, vì cũng không có gì. Còn đây là cốp này, hơi bẩn một chút đúng không ạ. Đấy, và bây giờ thì em sẽ sang bên đây và quay các bác xem nốt hai cái tắp ni cánh cửa mà thêm vào bên trong nội thất của chiếc xe để các bác cảm nhận chi tiết về chiếc xe đúng không ạ, rõ ràng hơn. Đấy, mép cánh cửa đây nhá. Và em sẽ quay vào cái tắp ly cửa của xe. Đấy, tắp ly cửa các bác thấy cũng có một số chỗ hơi bẩn đúng không ạ. Rất là cặn kẽ và chi tiết tới các bác xem về cái chiếc xe Lagoon U7 bên em. Đấy. Các bác mua chiếc xe này về thì như vừa em cũng chia sẻ là mình không phải làm gì ngoài vấn đề là mình vệ sinh. Đấy, vệ sinh sạch sẽ. Còn những chi tiết khác thì bên em có một số cái thì bên em cũng đã dọn rồi, dọn sơ qua rồi, ví dụ như tỉa sơn đúng không ạ. Đấy, bây giờ em đang đứng ở dưới và em quay các bác xem tổng thể cái phần táp lô của chiếc xe nhé. Rồi bây giờ em sẽ quay lốt cho các bác xem cái cánh đằng trên và thêm vào bên trong nội thất cái phần táp lô đúng không ạ. Đấy, các bác xem kỹ nhá. Quay xong như này thì em sẽ quay đến khoang máy, các bác đợi em một chút nữa thôi. Em sẽ quay các bác xem hết từng chi tiết một đúng không ạ. Tiếp theo thì em sẽ quay gần hơn về cái nắp ni cửa đằng trên này. Đấy, rất là tươi đúng không ạ. Vách cửa đây. Rất là kỹ luôn đúng không ạ. Bác nào vào xa thì các bác cứ xem thật kỹ qua video của em nhé. Còn bác nào gần thì cứ đến xem xe trực tiếp để được cảm nhận, chạy thử luôn đúng không ạ. Chạy thử cả 4 chiếc luôn, xem cảm nhận và so sánh 4 chiếc xe ở bên em đang bán luôn các bác nhé. Đấy, sàn của xe được bọc da rồi. Bọc da thì các bác biết nó sẽ sẽ hơn đúng không ạ. Ghế trên này cũng được điều khiển bằng điện nhé. Đấy, cái chỗ này nó hơi lốm đốm một tí này. Đây này, trẻ con người ta
lấy cái đồ người ta nghịch vào mà, trẻ con nghịch cho nên là nó hơi lốm đốm này một chút, nhưng cái đấy thì cũng không vấn đề gì cả, mình có thể xử lý lại được nhá. Túi khí thì quanh xe luôn. Đấy, một xe cực kỳ là tiện nghi và cực kỳ là an toàn hiện tại, đúng không ạ? Đấy, và bây giờ thì em sẽ đóng cái cốp lại để các bác xem. Có thể là các bác bấm đây để cốp nó di chuyển xuống, và cũng có thể là các bác bấm vào điều khiển nhé để cốp nó tự hạ xuống, thì em bấm nhé. Hiện tại đang mở cửa, và hiện tại đang mở chìa khóa lên, cho nên là không thể bấm được ở đây nhé các bác nhé. Đấy. Còn thì khi các bác mà tắt chìa khóa đi và đóng hết cửa lại thì các bác có thể là bấm ở điều khiển này được. Đấy, ví dụ như giống như lúc nãy em mở lên, đúng không ạ? Còn bây giờ mà đang như vậy thì các bác bấm lên này, nếu mà đấy, bấm đây nó sẽ tự động nó xuống, đúng không ạ? Nếu mà chìa khóa mà đang bật và cửa đang mở thì các bác bấm ở vị trí đấy thì nó sẽ tự động nó sẽ xuống, đúng không ạ? Đấy, còn rất là nhiều chức năng khác mà chưa có thời gian giới thiệu tới các bác về chiếc xe này nhé. Về chiếc xe này thì phải có nhiều thời gian thì các bác mới tìm hiểu được hết cái công nghệ của chiếc xe này. Còn bây giờ thì đến cái phần mà quay tiếp theo, phần khoang máy của chiếc xe. Bác lại một chút. Về máy chiếc xe này thì các bác yên tâm nhé. Tất cả những chiếc xe bên em bán thì các bác hoàn toàn yên tâm là máy móc gầm bệ là rất là ngon. Đây, tổng thể cái phần tổng thể cái phần khoang máy của xe đây các bác nhá. Đấy, máy cũng chưa rửa luôn, vẫn để nguyên như vậy để các bác xem một cách nó thực hơn, đúng không ạ? Đấy, cabo đây tem vẫn còn nguyên, đúng không ạ? Và lý chống nóng cũng vậy, vẫn còn rất là đẹp. Đây là cái khoang máy của xe các bác nhá. Máy 2.2 turbo, máy xăng các bác nhá, máy xăng 2.0 turbo, 2.2 turbo. Nhiên liệu của chiếc xe này thì nó cũng rơi tầm khoảng 9 đến 10 lít trên 100 km các bác nhá. Nếu mà bác nào mà mua chiếc xe này về chạy gia đình thì rất ok rồi, đúng không ạ? Đấy, vừa rồi thì em Trâm cũng đã giới thiệu chi tiết tới các bác xem về chiếc xe lắp gần U7, đúng không ạ? Bác nào đang quan tâm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 093 8586 307, và một số điện thoại nữa. Đấy, các bác liên hệ là số 0389 000 555 nhé. Bây giờ em sẽ đi vào trong bãi và quay các bác xem sơ qua ba chiếc xe lắp gần U7 bên em nữa, đúng không ạ? Em sẽ quay thêm, đúng không ạ? Đây, đang có khách đang xem đây, cũng xem lắp gần U7 đây. Ba chiếc nữa các bác nhá. Đây một chiếc này, đúng không ạ? Cũng với giá tiền hơn 300 triệu, gần 400 triệu các bác nhá. Đây chiếc nữa nhá. Đây, và đây có một chiếc này thì hơi đặc biệt một chút là được thiết kế bên ngoài nước sơn là màu nâu, đúng không ạ? Nội thất nó cũng là màu cam luôn. Đấy, tiện video thì em giới thiệu tới các bác xem qua về ba chiếc xe này là như vậy. Đấy, rồi ok. Ok, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm đến video này của em. Và cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua nhé. Em xin chân thành cảm ơn ạ.